Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cành hoa ngọc điểm nha. Để thực hiện cành hoa ngọc điểm, chúng ta sẽ có cánh hoa lớn và cánh hoa nhỏ nè, đài hoa, nhị hoa ha, đá. Rồi để cắm trong chậu thì chúng ta sẽ có luôn cỏ sợi nha. Sử dụng cỏ sợi này cái màu nó sẽ xanh tươi hoài luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ có ba cành như thế này. Thì để thực hiện làm bông, các bạn sẽ sử dụng một cánh hoa nhỏ nè. Chúng ta dùng cái nhị trắng, chúng ta gắn vô trong cánh hoa này. Thì cái cánh hoa nhỏ này các bạn sẽ làm cho mình là 9 bông hoa nhỏ này nha. Tức là một cành này chúng ta sẽ gắn 9 cái bông hoa nhỏ như thế này. Còn lại chúng ta sẽ làm những cái bông hoa lớn. Thì cách làm những bông hoa lớn đó là chúng ta sẽ dùng một cánh hoa nhỏ. Gắn vô như thế này và hai cánh hoa lớn nha mấy bạn. Đây, chúng ta sẽ gắn so le như vậy. Dùng đà chốt lại. Thì cứ như vậy thì các bạn sẽ thực hiện cho mình đó là 9 cái bông hoa nhỏ ha. Và cỡ 24 bông hoa lớn. À, 9 bông hoa nhỏ và 14 bông hoa lớn nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện gắn những cái bông hoa vào trong cái cành này ha. Thì các bạn sẽ gắn lần lượt từ phía trên xuống nè. Chúng ta sẽ gắn 9 cái bông hoa nhỏ vào trong cái cành này từ trên xuống nha. Rồi thì còn lại những cái nhánh phía dưới đây chúng ta sẽ gắn hết toàn bộ những cánh hoa lớn. Thì như vậy chúng ta đã gắn xong một cành của hoa ngọc điểm nè. Rồi ở phía dưới đây có ba cái nhánh dư này chúng ta sẽ cắt bỏ đi nha mấy bạn. Thì trong một bộ thì chúng ta sẽ có ba cành nha, chúng ta sẽ làm ba cành. Các bạn sẽ cắt bỏ ba cái nhánh phía dưới đi. Rồi thì tiếp theo để thực hiện cách cắm thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Chúng ta sẽ cắt bớt đi để cho cắm cho nó dễ, theo cái này là theo cách của mình nha. Còn bà nào mà muốn cắm theo kiểu khác thì vẫn có thể cắm ha. Miễn sao đẹp là mình thích là được ha. Đây, ngay cái cách đầu tiên này nè. Chúng ta có thể bẻ nè. Rồi cái cây thứ hai chúng ta sẽ bẻ đi cho mình hai khất nha. Rồi tiếp theo là lá. Lá thì các bạn sẽ gắn mỗi một cành cho mình hai lá. Thì để gắn lá thì các bạn sẽ dùng keo nến ha. Các bạn bỏ một ít keo vô trong cái lá này nè. Rồi chúng ta ốp vào trong cái thân của cái cành hoa đó. Như thế này. Chúng ta chỉ hơi cho dính rồi chúng ta nghiêng cái lá nó qua một bên thì nó sẽ xè ra ha. Rồi tương tự như vậy các bạn sẽ dán lá thứ hai. Đối xứng với cái lá số 1 nè. Thì cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ dán cho mình ba cái cành lá giống như vậy luôn nha, khoảng cách một đoạn, trừ khoảng cách một đoạn như vậy để chúng ta cắm ha. Rồi như vậy là chúng ta đã
dán xong lá của ba cành. Bây giờ các bạn sẽ đi thực hiện cắm vô trong chậu ha. Thì trước tiên cắm hoa thì các bạn sẽ dùng một cái chậu có sẵn trong bộ nguyên liệu nha. Vì cái chậu này chúng ta cắm ba cái cành hoa này nó hơi nặng á, nên các bạn sẽ cho hơi nhiều sỏi vào một chút. Rồi dùng miếng xốp nè, chúng ta đo sao cho nó vừa kích cái miệng, tại vì xốp khi chúng ta nhấn vào á nó sẽ co lại nó chắc hơn ha. Rồi thì các bạn cũng có thể cắm xốp sâu tầm cỡ 1 cm nè, khoảng 1,5 cm nha. Sau khi bỏ xốp vô xong á, các bạn bỏ luôn cái bịch cỏ sợi này vào trong đây ha. Rất là xanh đẹp. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm. Thì để cắm cái hoa ngọc điểm này nè, các bạn sẽ bẻ cong cái cây ngắn nhất nha. Đó, các bạn chỉ cần bẻ cong như thế này thôi nè. Chúng ta bẻ cụp theo cái hướng chính giữa của cái lá này nha mấy bạn. Đó. Rồi, cành đầu tiên chúng ta sẽ cắm vô trước. Đến cành thứ hai chúng ta cũng bẻ cong giống như vậy. Bẻ ra kiểu mà cành ngọc điểm á, nó uốn cong đó mấy bạn. Cành này chúng ta cắm đằng sau nè. Hơi nghiêng qua một chút ha. Rồi cành cuối cùng chúng ta cũng phải, chúng ta cũng bẻ cong giống vậy luôn. Bẻ cong theo chính giữa của hướng lá nha mấy bạn. Rồi chúng ta cắm đằng sau hai cành đó. Sau khi cắm xong á, thì các bạn cũng có thể sử dụng một ít keo nến á, chúng ta dán ngay dưới cái chân của mỗi cái cành hoa của mình ha. Đó. Rồi chỉnh những cái bông hoa này lại thì tùy theo các bạn chúng ta sẽ uốn cong như thế nào hoặc cắm theo kiểu nào ha. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cắm một cái chậu hoa ngọc điểm nè như thế này. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện làm một lẵng hoa ngọc điểm để cắm trên tường ha, để treo tường á. Thì để thực hiện cái khung treo cái hoa ngọc điểm đó, các bạn sẽ xếp nè, so le nhau nè, cho mình 15 que nha, như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng một que nè, chúng ta sẽ dùng keo nến. Các bạn sẽ nhỏ hết cái cây đó nha, để chúng ta dán lại những cái thành này lại đó. Dán lại như thế này. Các bạn cứ nhỏ keo nến vô hết một cái que rồi chúng ta dán lại. Thì muốn chắc hơn á, các bạn có thể dán thêm một que chính giữa như thế này nữa ha. Đó. Như vậy là chúng ta đã làm xong một cái khung. Rồi sau khi làm khung rồi á, các bạn sẽ dùng sợi dây thừng nè,
chúng ta sẽ nhỏ hai cái đầu của cái khung này nha, một miếng keo nè. Rồi gắn cái dây thừng này vô đây. Thì để làm cái phần bỏ xốp phía dưới đây nè, trong bộ nguyên liệu thì các bạn sẽ có một nửa của cái ly như thế này nha. Nếu mà có một cái ly như thế này thì bạn sẽ cắt làm đôi, chúng ta chỉ sử dụng một nửa thôi. Các bạn sẽ cắt cái viền ở phía trên của cái ly này nha. Cắt cái viền trên miệng nó như thế này. Rồi chúng ta sẽ đặt sát vô trong cái khung này ha. Các bạn dùng keo nến mà chúng ta dán luôn. Nó rất là chắc nên các bạn cũng không có sợ, đừng có sợ là nó bị bung nha. Đó, các bạn chỉ việc gắn cái keo xung quanh cái viền của cái ly này là được. Dính rất là chắc. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng những cái que đầu này nha. Các bạn sẽ cắt cho mình làm đôi. Thì khi mà chúng ta cắt, chúng ta cũng có thể đo như thế này nè. Tiếp theo các bạn sẽ dán nha. Chúng ta sẽ dùng một que nè, chúng ta dán vô trong cái ly đó. Các bạn sẽ dán từ hai bên nè, trước nè. Cái keo này rất là nóng nên khi làm là các bạn nên cẩn thận chút nha. Khi chúng ta dán thì cái phần chân của cái que này nó cũng tiếp xúc với cái miếng vỉ mà chúng ta làm á, nó sẽ chắc hơn nè. Rồi chúng ta sẽ dán hai bên đầu này trước. Tiếp theo các bạn sẽ dán cho mình một miếng chính giữa này nha. Chúng ta chia ra cho nó cân đó. Rồi sau đó các bạn sẽ dán các miếng còn lại. Vì cái miền chầu này là nó vát lên đó, nên chúng ta dán, chúng ta cắt cho nó một chút, chúng ta canh cái miếng còn lại đó. Chia cho nó đều những cái khe này nè, nó sẽ đẹp hơn ha. Nếu mà cái que này nó cảm thấy mà nó lớn quá, các bạn có thể bẻ bớt đi một miếng nha. Bẻ một miếng như thế này không sao đâu. Thì chúng ta dán lên thì nó sẽ khít hơn. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ xốp vào trong cái phần khung này để chúng ta cắm ha. Xốp thì chúng ta không cần quá nhiều đâu, và các bạn bỏ cái miếng xốp sao cho nó thấp hơn so với cái miệng của cái chậu đó, cỡ 2 cm nha các bạn. Rồi tiếp theo là phần cắm thì cũng tương tự giống như là cắm cái cành hoa mà để bàn á.
các bạn nên uống cong về theo cái hướng lá nè, không? Và cái cành thấp nhất á thì các bạn sẽ cắm trước ha. Cái cành thứ hai các bạn sẽ cắm đằng sau này nè. Cắm sát xuống luôn nha. Rồi cái cành còn lại các bạn sẽ cắm đằng sau đây, hơi cao hơn một chút so với hai cành đó. Để chúng ta chỉnh qua hai bên như thế này nè. Hai cành cao các bạn chỉnh qua hai bên đó. Còn cái cành thấp thì chúng ta kéo xuống một chút xíu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một chậu hoa ngọc điểm rất là đẹp ha. Rồi, xin chào các bạn nha.